Rồi, xin chào 500 anh em yêu quý của đồng hồ giá quắt. Xin chào các OGN fan. Hôm nay đồng hồ giá quắt của chúng tôi review anh em 7 mẫu đồng hồ OGN máy cơ phiên bản dây da. Tất cả đều mặt màu xanh dương. Rồi, như anh em cũng biết, màu xanh dương đó là một cái màu cũng rất là chủ đạo và được các hãng đồng hồ nói chung và đồng hồ OGN nói riêng sử dụng rất là nhiều trên các mẫu đồng hồ của nhà OGN. Và hôm nay thì giờ quắt sẽ review với anh em 7 mẫu đồng hồ này. Để anh em xem thích mẫu nào thì hãy liên hệ ngay với giờ quá để sở hữu em nó anh em nhé. Còn bây giờ thì chúng ta hãy vào bắt đầu ngay nào. Rồi, đến với mẫu đồng hồ đầu tiên. Trên tay tôi đây là một em được thiết kế với mặt màu xanh dương trải kia, không quá xa lạ gì với anh em. Đây là một mẫu được thiết kế là phần dây màu xanh dương, dây xanh dương, mặt xanh dương. Bộ kim số của em nó là màu trắng sữa, trắng sữa. Rất trẻ trung luôn anh em. Màu xanh dương là một cái màu rất là trẻ trung. Đấy, hợp với anh em nào mệnh thủy thì đeo mẫu đồng hồ này rất ok này. Vâng, về thiết kế size mặt của em nó là size 42 này. Bộ kim mắt ngỗng này. Đây, lộ tim ở cọc số 9 giờ này. Và em nó là có mặt kính cong. Đấy, kính Bambino. Đấy, kính cong này anh em. Kính cong này thì để anh em quan sát nghiêng như thế này vẫn có thể nhìn được giờ. Đó là lý do tại sao em nó được thiết kế kính cong là như vậy. Rồi, phần dây của em nó là dây 22. Dây 22 này, dây 22, dây da rất là đẹp. Vâng, và hôm nay thì giờ quắt là review với anh em là 7 mẫu đều là dây da, mặt màu xanh dương với anh em. Rồi, mã của em nó đây, mã của em nó là FAG0004D0 và giá là 8.500.000 đồng. Và khi anh em mua online, giờ quắt sẽ siêu cho anh em 20% anh em nhé, siêu 20% cho anh em, chỉ ưu tiên khi anh em mua online thôi. Và mặt trong này là có tem xác thực chính phủ, hàng chính hãng đây anh em. Em sách thì chính phủ, khi anh em mua thì sẽ cào cái lớp này ra và chúng ta sẽ soạn tin nhắn theo cú pháp này và gửi đến 8137 và tin nhắn báo đến và ta sẽ biết được rằng đây là có phải sản phẩm hàng chính hãng hay không. Đấy, hàng chính hãng hay không. Còn cái mẫu đồng hồ này giá hơn 8 triệu và anh em mua nó khoảng 3 4 triệu, 5 triệu thì tôi nghĩ rằng đấy chỉ là hàng nhái hàng giả thôi. Và cái phần bên này là các thông số kỹ thuật của em nó nằm ở đây anh em nhé. Đây, ví dụ xuất xứ Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, nhà nhập khẩu phân phối đầy đủ ở đây. Đây anh em này, đấy, nhập khẩu phân phối bởi Tân Hải Minh đây. Đấy, địa chỉ là tầng 2, 41 Thi Sách, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam. Và giao quát của chúng tôi là đại lý chính thức của Tân Hải Minh. Rồi, đến với chất liệu của mẫu đồng hồ này là dây da bò này, vỏ thép 316L, mặt kính khoáng này, độ chịu nước của em nó là 5 ATM cho phép anh em đi mưa rửa tay. Và giá rổ thì hơn 8 triệu khi anh em mua online thì giao quát siêu cho anh em 20% thì em nó cũng còn khoảng tầm là hơn 6 triệu một chút là anh em đã sở hữu ngay một chiếc đồng hồ tuyệt vời này rồi. Rồi ta đến với mẫu đồng hồ thứ hai nào. Đây, trên tay tôi đây là một em cũng rất là đẹp anh em ạ. Cũng rất là đẹp với thiết kế là size mặt 40, chất liệu dây da màu xanh dương này, xanh đậm đây anh em, xanh dương đậm này. Và mặt số màu xanh dương trải kia cũng lộ tim ở cọc số là 9 giờ truyền thống này, size mặt 40, kính Bambino, kính khoáng, độ chịu nước là 5 ATM. Và bảo hành chính hãng là 1 năm mà bảo hành tại đồng hồ giá quắt của chúng tôi là 5 năm luôn. Đây, phần dây của nó đây, nguyên siêu, nguyên anh, nguyên thiện anh em nhé. Quá đây. Đấy, logo dàn sắc nét này. Đây anh em này, quá là đẹp luôn đúng không ạ? Rồi, mã của em nó đây là RAAG0005L10B, giá là 8.690.000. Và khi anh em mua online, giờ quắt cũng sale cho anh em 20% nhé. 20% cho anh em. Size mặt 40 thì gần như là phù hợp với tất cả các cổ tay của anh em người Việt mình rồi. Đây anh em này. Đấy, lên tay quá chất luôn đúng không ạ? Quá đẹp luôn. Này, không phải nghĩ nữa rồi. Cực kỳ trẻ trung. Vâng, anh em đeo văn phòng đi chơi, đi bời hoặc là đi đâu cũng được. Rất là dễ đeo luôn anh em ạ. Đấy, thanh niên đeo quá đẹp luôn mẫu đồng hồ này. Rồi, ta sang đến mẫu đồng hồ thứ ba. Rồi, trên tay tôi đây là một em được thiết kế phải nói là cũng rất là tuyệt vời. Được các anh em rất là thích mẫu đồng hồ này. Với cái thiết kế theo cái lối cổ điển, theo lối cổ điển. Em này thì cũng có size mặt là 40 anh em nhé, size mặt 40. Đấy, cọc số là vừa kết hợp giữa số la mã và vạch số này. Em nó thì có chức năng là lịch thứ này, lịch ngày này và 24 giờ. Đầy đủ các chức năng cho anh em, đầy đủ các chức năng, đều là máy cơ automatic. Này, tôi chạy đây. Đây, mặt đáy em nó đây, đấy, có tem chính hãng của Tân Hải Minh đây. Đấy, tem chính hãng của Tân Hải Minh. Đấy, mặt đáy em nó đây, Epson, logo Epson đây. Đấy, dây này. Vâng, em này có mã đây. Mã của em nó là RAAG
AK0507L10B và giá là có 5.540.000. Đây là một mẫu rất là rẻ, rất là rẻ, rất là rẻ. Đấy, anh em là thanh niên theo mẫu đồng hồ này thì khỏi phải nghĩ rồi, quá là đẹp luôn đúng không ạ? Quá là đẹp luôn. Đấy. Chất liệu dây da này, vỏ thép 316L này, mặt kính khoáng này, mặt kính khoáng. Độ chịu nước 5ATM, bảo hành 5 năm cho anh em. Đây anh em ơi. Lên tay cũng rất là yêu luôn đúng không ạ? Anh em đeo văn phòng đi chơi hoặc là bất cứ công việc gì đều rất là đẹp, mặt màu xanh dương trải tia này, lấp lánh khỏi hề bàn luôn đúng không anh em, quá đẹp luôn. Rồi ta sang đến mẫu đồng hồ thứ tư trong buổi hôm nay. Rồi trên tay tôi đây là một em mặt màu xanh dương, được thiết kế khá là đơn giản. Đấy, khá là đơn giản. Chức năng của em đó là có lịch ngày ở số 3 giờ này, phần mặt cạnh đây. Em này được thiết kế là khá là dày, với size mặt 38 là dành cho anh em nào có cổ tay nhỏ nhá, khoảng tầm 16 đổ xuống là anh em có thể đeo được mẫu đồng hồ này. Mặt đáy em nó đây, đấy, có tem chính hãng của Tân Hải Minh này và có các thông số kỹ thuật của em nó nằm ở đây. Đây, bánh đà của em nó đây anh em này, phần máy của em nó đây, đấy, dây da này, đấy, nguyên siêu nguyên linh kiện anh em ạ. Rồi mã em nó nào? Đây mã của em đó là GAC0E04L10B, giá là 6.400.000 và khi anh em mua online cũng đều được siêu 20% anh em nhé, siêu 20% cho anh em. Rồi lên tay xem nào. Đấy cổ tay của tôi 18 cho nên đeo mẫu đồng hồ này nó hơi nhỏ, anh em cổ tay khoảng tầm 14, 15, 16 là đeo mẫu đồng hồ này rất ok này, rất ok luôn này. Rất là đẹp và thiết kế theo lối basic cho nên là anh em đeo khoảng phải nghĩ luôn này. Rồi ta sang đến mẫu đồng hồ thứ năm. Rồi đây là một mẫu đồng hồ cũng không xa lạ gì với các tín đồ của OGN nữa rồi. Đây là một em OGN Star, thiết kế theo lối là Sheraton ở máy. Rồi em này thì có kim xăng ở cọc số 12 giờ đây, kim xăng và độ tích cót của em nó được 50 giờ, 50 giờ tích cót luôn. Máy automatic này, tôi cho chạy đây. Đây anh em này, đấy bộ máy chạy ở mâm bên trong đây. Kim dây là cọc số 6 giờ, độ tim ở cọc số là 9 giờ. Phải nói là quá chất luôn đúng không anh em ạ. Rồi em này thì được thiết kế là dây da thật này, phần vỏ của em nó là thép 316L, mặt kính sapphire, mặt kính sapphire đây, khóa gài này rất là chất luôn anh em ạ. Đây mặt đáy em nó đây, mặt đáy thì có các thông số kỹ thuật của em nó nằm ở đây này, OGN Star này, nhìn này, anh em nhìn chất không, quá chất luôn này. Rồi em nó thì được thiết kế với size mặt là 41 nhá, size mặt 41. Đây anh em ơi, lên tay đây. Đấy, lên tay khỏi phải bàn rồi đúng không anh em? Anh em mua mẫu này để đeo hoặc để tặng cho anh em bạn bè, người thân thì khỏi phải nghĩ rồi. Quá ok luôn. Đấy, cổ tay của anh em là cứ 17, 18, 19 là đeo mẫu đồng hồ này khỏi nghĩ rồi, rất là đẹp. Với mặt màu xanh dương, xanh nước biển này thì đeo nó quá là trẻ trung luôn, trẻ trung. Rất trẻ trung và rất là đẹp luôn anh em ạ. Rồi, mã của em nó đây. Mã của em nó là GEAV005L00B, giá là 25.320.000 và khi anh em mua online giờ bắt cũng sale 20% cho anh em nhé, sale 20% cho anh em. Rồi ta sang đến mẫu đồng hồ thứ sáu nào. Rồi trên tay tôi đây là một em OGN có mã đây là GAAC0F11L10B, giá là 7.640.000. Và đây là một mẫu rất là hot và được anh em đón nhận rất là nhiều. À, bởi vì em nó được thiết kế là mặt kính sapphire này, size mặt 42, phù hợp với cổ tay của anh em là 17, 18, 19. Chất liệu là dây da, vỏ thép 316L, độ chịu nước là 5ATM. Và em nó thì có chức năng lịch ngày ở cọc số là 3 giờ truyền thống này. Đấy, máy automatic chạy cơ, đây anh em này. Bộ cọc số của em nó được kết hợp giữa số la mã và vạch số, rất là trẻ trung luôn, rất là trẻ trung. Đây, mặt đáy em nó đây. Vâng, mặt đáy của em nó thì có thông số kỹ thuật của mẫu đồ này. Đấy, lỗ máy rất là đẹp. Đây, OGN đây anh em. Chính hãng nhá, tất cả chính hãng anh em. Phần khóa em nó đây. Logo OGN sắc nét đây. Đấy, dây đây. Nguyên siêu, nguyên đai, nguyên kiện luôn cho anh em. Rồi, mã của em nó đây. Mã của em nó là GAC0F11L10B, giá là 7.640.000. Và khi anh em mua online, giờ bắt sale 20% cho anh em. 20% cho anh em. Rồi mẫu đồng hồ này được khỏi bàn rồi, lên tay thì chắc chắn rồi, sẽ rất là đẹp. Đây anh em ơi, anh em thanh niên đeo mẫu đồng hồ này thì tôi nghĩ rằng không phải nghĩ gì nữa rồi, quá chất luôn.
thiết kế quá là trẻ trung và năng động. Đấy, anh em mua đeo văn phòng hoặc đi chơi hoặc bất cứ hoạt động nào cũng đều rất ok luôn anh em nhé, quá đẹp luôn. Rồi ta sang đến mẫu đồng hồ thứ bảy, cũng là mẫu đồng hồ cuối cùng trong buổi review hôm nay. Rồi cái này thì không khác gì cái phiên bản là số 6 này, không khác gì nhau cả anh em nhé. Về cái thiết kế của em nó thì tương đồng, khá là giống nhau, khá giống nhau, chỉ khác nhau về cái vạch số thôi. Đấy, cái vạch số ví dụ là em này là số La Mã đây, bên này thì số đây anh em này, vạch số bên này thì số La Mã kết hợp với nhau. Còn mọi chức năng của em nó thì đều giống nhau đấy, bộ kim giống hệt nhau đây anh em, bộ kim giống hệt nhau luôn. Rồi vâng, mặt số của em này cũng màu xanh dương này, màu xanh dương trẻ tia, cực kỳ trẻ trung năng động luôn anh em nhé. Phần dây cũng là màu xanh dương. Em này thì cũng có thiết kế là size mặt 41 42, phù hợp với cổ tay anh em là 16 17 18 là đeo rất ok luôn anh em nhé. Rồi đây là mặt đáy em nó đây. Đấy, mặt đáy của em nó thì bao giờ cũng có các thông số kỹ thuật của em nó nằm ở đây. Mã em nó đây. Mã em nó là GAAC 0F06L10B. Giá là 6 triệu 210 nghìn. Và khi anh em mua online cũng đều được sale 20% cho anh em. Rồi, lên tay em nó cho nào. Đây anh em ơi. Cổ tay của tôi 18 đeo cũng rất là ok luôn đúng không ạ? Này. Đấy, rất ok luôn. Anh em nào cổ tay 16, 17, 18 đeo khỏi nghĩ luôn này. Quá đẹp luôn anh em nhé. Này. Cực kỳ đẹp, máy automatic, chất liệu dây da, vỏ thép 316L, mặt kính quáng, độ chuyển nước 5 ATM và bảo hành 5 năm cho anh em, 5 năm cho anh em. Rồi, đi kèm với sản phẩm thì bao giờ cũng có chiếc hộp chính hãng của thương hiệu Ozen đây. Đây là một chiếc hộp Ozen chính hãng. Đây anh em, đây. Trên mặt bao giờ cũng có 4 cái đinh tán này, 4 cái đinh tán và mặt phay nhôm, logo sắc nét của thương hiệu Ozen đây. Và bên trong thì bao giờ cũng có một quả bông. Đấy. Logo in nhũ sắc nét của Ozen. Ngoài ra nữa thì có cả sổ bảo hành đầy đủ cho anh em. Rồi, 7 mẫu đồng hồ Ozen với phiên bản dây da mặt màu xanh dương này đang bán tại hệ thống đồng hồ Dơ Quất của chúng tôi, có địa chỉ tại tầng G, Trung tâm Thương mại Dơ Garden, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Và có số hotline. Số hotline này được kết bạn Zalo các thứ đều được anh em nhé. Trên 7 mẫu đồng hồ Ozen này, anh em nếu không ưng mẫu đồng hồ nào thì hãy lên website của chúng tôi ở đây, thewatch.com.vn, thewatch.vn, xem những mẫu đồng hồ khác, những thương hiệu đồng hồ khác đang có rất nhiều trên website của chúng tôi. Rồi, trên 7 mẫu đồng hồ Ozen với phiên bản dây da mặt màu xanh dương ở đây, thì anh em xem ưng mẫu đồng hồ nào thì hãy liên hệ ngay với đồng hồ Dơ Quất của chúng tôi để sở hữu em nó anh em nhé. Vâng, anh em xem video nhớ like, share, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ cho đồng hồ Dơ Quất của chúng tôi ngày càng phát triển nữa, cũng như là để xem những video mới nhất của chúng tôi khi review về sản phẩm trong thời gian tới. Còn bây giờ thì tôi cũng xin kết thúc video này tại đây. Hẹn gặp lại anh chị em trong những video tiếp theo. Xin chào và tạm biệt.